Thưa quý vị, mới đây thanh tra Bộ Công Thương đã công bố một loạt những sai phạm của thương nhân đầu mối khi kinh doanh xăng dầu, trong đó có cả thiếu sót của cơ quan quản lý và cụ thể, một thương nhân đầu mối không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu của nghị định 83 và nghị định số 95. Theo kết luận thanh tra, các thương nhân đầu mối đã vi phạm các quy định như hệ thống phân phối xăng dầu phải có tối thiểu là 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. Một số khác tìm cách lách luật do không đáp ứng được yêu cầu đủ tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh, đại lý bán lẻ hay nhận thương nhân nhận quyền. Cùng với đó thì kết luận thanh tra cũng chỉ rõ các tồn tại hạn chế, thiếu sót, vi phạm của cơ quan chức năng có liên quan, trong đó một số vụ cục thuộc Bộ Công Thương chưa hoàn thành với vai trò là cơ quan quản lý và chậm trễ tham mưu đầy đủ tới lãnh đạo Bộ.